Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Khạp được ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu tại Cali. Bây giờ là khoảng gần như 7 giờ tối rồi và ở Việt Nam, các bạn đã bước vào cuối tuần rồi thì trước hết thường muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ thường thì tối ngày thứ sáu thì cũng không có làm video nhưng mà hôm nay đã có một cái thông tin rất là quan trọng cho nên thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn Tôi sẽ không có để camera on uh, trong video này tại vì thường muốn uh, chia sẻ một cách nhanh chóng với các bạn liên quan đến một cái sự kiện đó chính là sự kiện của ngân hàng sbb đây là một cái ngân hàng mà bây giờ đó coi như là đã sụp rồi các bạn hiểu đơn giản đó, nếu như chúng ta nói ngân hàng đóng cửa thì cũng không hẳn đâu ngân hàng này đó đã gặp cái vấn đề liên quan tới cái tính thanh khoản và bây giờ hiểu đơn giản là ngân hàng này đó đã bị quản lý bởi cơ quan quản lý tài chính ở Cà liên tôi chia sẻ chi tiết chuyện gì xảy ra và tất cả những gì xảy ra liên quan tới ngân hàng Silicon Valley Bank SVB này đã xảy ra trong thời gian chỉ có hai ngày mà thôi ngày hôm qua và ngày trước đó chúng ta rất là bận những cái thông tin liên quan tới Fed ở thượng viện và hạ viện cho nên chúng ta không nói nhiều về ngân hàng này nhưng mà chuyện này xảy ra quá nhanh luôn các bạn và nếu như mà nhiều bạn à, nghĩ đến là chúng ta có khả năng sẽ thấy một cái hiện tượng thiên nga đen hay không thì đối thường nơi hiện tượng này gần giống như là một hiện tượng thiên nga đen đây là một ngân hàng ở San Diego của Kali thì liên quan gì đến thị trường crypto tại sao mà mọi người lại lo lắng và lại quan tâm đến sự kiện này đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây tại vì ngân hàng này nó lại có có sự liên quan đến thị trường crypto của chúng ta và Trước hết thì chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay là một màu đỏ luôn các bạn Sau khi mà có cái thông tin là ngân hàng SVB này coi như là họ đóng cửa là họ đã coi như là sập rồi Thì dẫn đến là chúng ta thấy được là cả ba chỉ số chứng khoán hôm nay tiếp tục là một màu đỏ Chúng ta có chỉ số Dow Jones xuống 1.07% S&P 500 đã xuống 1.45% và Nasdaq xuống 1.76%, nhưng mà cái điều thú vị đó là nếu như các bạn nhìn vào vàng đó, hôm nay vàng lại tăng 2.08% và à, nếu mà chúng ta nhìn vào crypto đó thì các bạn được là crypto hôm nay lại có một sự hồi phục các bạn, chúng ta nhìn thấy được là BTC bây giờ mức là 20.000 464 đô trong khi các bạn thấy được là giá của BTC đã đi xuống dưới 20.000 đô Hôm nay chúng ta lại có một sự hồi phục và chúng ta cũng thấy nhiều màu xanh xuất hiện ở trong thị trường crypto này Tổng số vốn hóa đó bây giờ chúng ta lại một lần nữa tiến dần tới 1.000 tỷ đô la Và tại sao như vậy chúng ta lại nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã có rất nhiều những cái thông tin coi như là xấu và hồi sáng này chúng ta cũng thấy được là crypto cũng không có phải là ổn lắm chúng ta có thể nhìn thấy được một cái thông tin đó chính là liên quan tới cái số lượng người mà lãnh lương ở Hoa Kỳ trong tháng 2 đã tăng lên 311.000 người con số này đây là cao hơn dự kiến là 225.000 có nghĩa là cái phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn còn ở mức thấp các bạn và chi tiết hơn đó phần trăm thất nghiệp ở mức là 3.6% vẫn rất là thấp luôn nghĩa là thị trường việc làm ở Hoa Kỳ vẫn đang rất là nóng thì đối với thông tin này đáng lý đâu là chúng ta phải thấy là crypto lại tiếp tục đi xuống nữa tại vì đây lại là một trong những lý do để Fed tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy được một điều rất là thú vị đó chính là khi mà nhìn vào chỉ số CMB Futures Hôm qua các bạn đã nhớ là phần lớn đã chuyển qua là Fed sẽ tăng lãi suất 0.5% vào cuộc họp ngày 22 tháng 3 này. À, chúng ta thấy được là bây giờ thì lại hoàn toàn ngược lại luôn. Quay đầu 180 độ, khi bạn thấy được bây giờ đó, 60.5% nghĩ là Fed chỉ tăng có 0.25% mà thôi. Và phần còn lại là 39.5% nghĩ là Fed tăng 0.5% trong cuộc họp uh, trong vòng khoảng chừng là 12 ngày nữa. Thì chuyện gì đã xảy ra khi mà chúng ta vừa nhìn những thông tin đó? Uh, tức những phân xấu của bạn chúng ta vừa nói tới là cái phần trăm thất nghiệp vẫn đang ở mức thấp chúng ta lại có một cái ngân hàng gặp vấn đề tài chính nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là hợp đồng tương lai cho thấy là fed có thể là sẽ nương tay trong cái đợt tăng lãi suất tới đây và đương nhiên hôm nay là ngày thứ sáu cho nên chúng ta không có những cái chỉ số hợp đồng tương lai của chứng khoán tại vì thứ sáu đóng cửa chứ không họ mới mở cửa trở lại cho nên thường không có thể biết được là hợp đồng tương lai sẽ ra sao nhưng mà nếu như mà ngày hôm nay mà chúng ta là một ngày bình thường thì thuận có lòng tin là hợp đồng tương lai cũng sẽ là màu xanh Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nói tới chi tiết đi chuyện gì đã xảy ra và các bạn cần nên uh, hiểu những gì Nhưng mà trước khi chúng ta nói tới sự kiện Valley Bank đó, thì uh, thường muốn trở về một sự kiện trước đó đó chính là một ngân hàng mà nhiều bạn quen thuộc uh, cũng đã quyết định là không tiếp tục kinh doanh nữa đó chính là ngân hàng Silver Gate là ngân hàng mà rất là thân thiện với thị trường crypto này Và để Thuận chia sẻ một số những cái thông tin background để các bạn hiểu rõ hơn rồi chúng ta mới bắt đầu nói tới những sự kiện hiện tại nếu như bạn nào mà tham gia thì crypto này đó, từ những năm như là 2016, 17, 18 thì các bạn sẽ hiểu được là một vấn đề rất lớn trong thị trường crypto này à, đó chính là có một cái đối tác ngân hàng mà đáng tin cậy và đối tác ngân hàng đó, đó chấp nhận hợp tác với những công ty trong thị trường crypto này. Nhưng bữa nào mà tham gia từ năm 2020 trở lên đó, thì có thể là không đi đến vấn đề này nhưng mà những bạn nào tham gia trước đó thì rất là quan tâm vấn đề này. À, tại vì chúng ta được là nếu như mà một cái sàn giao dịch mà không có đối tác ngân hàng thì làm sao có thể cho người ta nạp tiền vào trong sàn được. Và đây cũng là cái vấn đề mà ngân hàng CVG đã giải quyết cho rất nhiều công ty các bạn. Trước đó thì có rất nhiều những cái đối tác ngân hàng họ làm việc một thời gian rồi sau đó họ không tiếp tục làm việc với lại những công ty crypto nữa. Có thể câu hỏi các bạn muốn hỏi là tại sao những ngân hàng lại không muốn cung cấp tín dụng ngân hàng cho những công ty crypto tại vì rủi ro các bạn các bạn cần nên hiểu đó là một ngân hàng khi mà họ chấp nhận à, giống như là cung cấp dịch vụ cho sàn Coinbase, cho sàn Kraken, cho sàn Gemini thì họ phải có lòng tin là ở trên sàn Coinbase, ở trên sàn Gemini, sàn Kraken à, có những cái quy định liên quan tới chống rửa tiền, những quy định liên quan tới xác minh thân phận, à, quy định liên quan tới tiền tệ mà đi theo luật của Hoa Kỳ chỉ cần là ngân hàng con sơ hở mà để cho một người nào mà nằm trong danh sách cấm vận hay là cây tiền bẩn đi vào trong sàn Coinbase và sau đó người đó đã dùng ngân hàng của họ để mà rút tiền ra vào cái ngân hàng riêng thì sẽ dẫn đến là ngân hàng đó có thể là bị phạt rất là lớn cho nên cái dịch vụ mà họ cung cấp đó lợi ích mà có được không có bằng cái rủi ro mà họ phải chấp nhận cho nên nhiều ngân hàng họ thà là không làm việc với những công ty crypto hơn là làm việc với những công ty crypto vì lý do đó nhưng mà đây là một cái vấn đề À, mà đã được giải quyết bởi một công ty đó chính là Silvergate. Silvergate đó, thật ra là một cái ngân hàng đã có rất là lâu rồi các bạn từ năm 1988 nhưng mà thật ra đó mãi tới năm 2013 thì chúng ta mới có cái sự kiện là CEO Alan Lang đã bắt đầu đầu tư vào btc và khi mà bắt đầu đầu tư vào btc rồi đó thì ông ta mới thực sự hiểu được là chúng ta có tiền mặt mà muốn đi mua bitcoin đó thì ngoại trừ các bạn dùng những cái sàn peer to peer mua trực tiếp ra đó. nếu như dùng một cái sàn lớn mà dùng hệ thống ngân hàng thì cực kỳ khó khăn cho nên ông ta đã nghĩ ra một cái cách làm ăn đó chính là cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những công ty trong thị trường crypto này và ông ta cũng đã mời rất nhiều những công ty thời điểm đó đến trụ sở của Silvergate ở San Diego và hỏi là những công ty đó họ cần giúp đỡ gì từ ngành ngân hàng và sau đó ông ta cũng đã bắt đầu là chuyển hướng của ngân hàng Silvergate này để mà cung cấp dịch vụ trực tiếp cho những công ty crypto và đến năm 2017 đó ông ta đã có 250 công ty liên kết trực tiếp với ngân hàng và tới năm 2019 tháng 1 năm đó thì công ty của Alan là công ty Silvergate thì đã lên sàn chứng khoán các bạn và mới bắt đầu đó thì một cổ phần là 13 đô nhưng mà cho đến 2 năm sau tháng 11 năm 2021 một cổ phần của công ty Silvergate đã đáng giá tới 219 đô trong vòng 2 năm thôi cổ phiếu của Silvergate đã tăng 1580% rồi các bạn và nhiều người nói là lý do tại sao là tại vì chúng ta có cái đợt run từ năm 2019 đến năm 2021 Cho nên cổ phiếu của Silver Game mới tăng như vậy Đây là một cái hiệu ứng của thị trường crypto này và ngân hàng Silvergate gần như là một trong hai ngân hàng mà cung cấp dịch vụ cho thị trường crypto này Cho nên cũng có một cái vị thế rất là tốt Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những công ty crypto đó họ gửi tiền đến cho ngân hàng Silvergate Ngân hàng này thực sự cũng chẳng cần phải trả lãi đâu Tại vì nếu như mà không làm việc với Silvergate cũng đâu còn những ngân hàng nào khác cũng có dịch vụ này đâu Cho nên vì lý do đó họ cũng chẳng cần trả lãi cho những cái công ty mà gửi tiền cho họ Nhưng mà ngược lại họ lại có thể lấy cái số tiền đó để có thể mua một số trái phiếu hay là họ có thể đầu tư theo quy định ngân hàng để mà kiếm lợi nhuận thì các bạn có nghĩ đi họ có thể lấy một số tiền lớn rồi họ chỉ cần là đi mua trái phiếu thôi trái phiếu giống như là trả à, phần trăm lãi suất là hai bốn một năm hay gì đó thì à, coi như là họ cũng đã có một cái phần lời coi như là đáng kể rồi nhưng mà nếu như vậy đó thì uh, chúng ta đâu có còn chuyện gì để nói đâu. Cái vấn đề đây đó là họ lại mở thêm ra một dịch vụ nữa. Uh, đây là một dịch vụ có tên là Silvergate Exchange Network uh, hay còn gọi là mạng lưới Sand. Mạng lưới Sand là một mạng lưới mà nó giống như là một hệ sinh thái gì đó. Họ sẽ cung cấp nhiều dịch vụ nó gọi là hấp dẫn hơn cho tất cả những công ty trong hệ sinh thái của họ. giống như là họ có thể là cung cấp cho công ty đó vay uh, có thế chấp hay là một sàn giao dịch uh, muốn đưa tiền khách hàng để mà họ lưu trữ họ cũng có thể lưu chữ được và cái điều quan trọng hơn đó chúng ta hay được đó là họ cung cấp hai dịch vụ cực kỳ thiết yếu cho thị trường crypto này đó chính là dịch vụ 24 giờ 7 ngày có nghĩa là hoạt động liên tục có thể di chuyển tiền giữa những công ty trong hệ thống sen này đây là một điều mà các bạn thực được là không làm được với hệ thống ngân hàng hiện tại tại vì hệ thống ngân hàng hiện tại đó là họ sẽ đóng cửa sau 5 giờ chiều hay là 6 giờ chiều rồi cuối tuần họ không làm việc khi mà các bạn dùng những cái ứng dụng mà các bạn đang sử dụng bây giờ giống như là ở hoa kỳ các bạn sử dụng paypal hay là Venmo các bạn gửi đó thì các bạn nghĩ là các bạn gửi tiền nhưng mà thật ra phần lớn đó đó là giấy nợ mà thôi khi nào mà ngân hàng mở cửa thì những công ty đó họ sẽ xử lý những cái giấy nợ đó và gửi tiền lẫn nhau nhưng mà ở trong thì crypto này đó thì cực kỳ cần thiết để có một cái mạng lưới hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần tại vì crypto đâu có đóng cửa đâu cho nên cần một hệ thống như vậy họ cung cấp một cái hệ thống à, giữa những khách hàng của họ như là chúng ta đã thấy được là giữa những cái khách hàng lớn như là FTX, Coinbase, Paxo, Crypto.com, Circle vân vân đây là một dịch vụ rất là thiết yếu và thêm vào đó họ cũng cung cấp một cái dịch vụ là cho hoán đổi đồng ổn định ra đô la và ngược lại đây là một trong những cái dịch vụ rất hấp dẫn của hệ thống SEN này và đây cũng là lý do tại sao mà Silvergate là một chuỗi ngân hàng quan trọng khi mà chúng ta không còn ngân hàng Silvergate này nữa như là bây giờ đó thì mạng lưới SEN này bây giờ không có ai hoạt động nữa hết các bạn coi như là họ sẽ nhưng hoạt động mạng lưới SEN này dẫn đến những crypto đó họ cần phải đi tìm kiếm một đối tác khác có thể cung cấp được chi ngân hàng như thế này nhưng mà câu hỏi là có phải tại vì họ quá tham, họ cung cấp nhiều dịch vụ như là cho vay có thế chấp dẫn đến là họ gặp vấn đề tài chính rồi đóng cửa hay không thì cũng không phải đâu các bạn. Tuy là chúng ta có thể nhìn thấy được những cái thông tin như là họ cũng đã cho Microstra chị vay 205 triệu nhưng mà cái số tiền này đó là có thế chấp cho nên trên căn bản nó cũng không có phải là cái vấn đề dẫn đến là phải đóng cửa đâu cái vấn đề dẫn đến đó họ phải đóng cửa là một vấn đề hoàn toàn khác và đây cũng là vấn đề của Silicon Valley Bank thì ở Hoa Kỳ hay là ở khắp thế giới bây giờ đó tất cả ngân hàng họ sẽ lưu trữ tiền của khách hàng theo một cái gọi là lưu trữ phân đoạn hay là fractional reserve hiểu đơn giản đó là phần trăm chuẩn của Hoa Kỳ hiện bây giờ là 4% có nghĩa là một người nào đó gửi tiền vào cho ngân hàng đó thì ngân hàng chỉ cần lưu trữ lại 4 đô la mà thôi 96 đô còn lại họ có thể là cho vay hay là họ có thể là đầu tư vào Mảng đầu tư mà theo quy định của ngân hàng Đây là cái cách mà ngân hàng hoạt động để có thể kiếm lợi được Và đây là cái quy định căn bản mà thôi Một ngân hàng đó mà có hơn 4% tiền dự trữ của khách hàng Thì coi như ngân hàng đó là một ngân hàng mà có cái vốn hóa an toàn Nhưng mà đây là cái con số nếu như mà các bạn chỉ lấy tiền khách hàng Rồi các bạn đi mua công trái phiếu mà thôi Tại vì công trái phiếu là một cái mảng đầu tư gọi là an toàn nhất Đối với chính phủ Hoa Kỳ Tại vì đương nhiên là chính phủ Hoa Kỳ đâu bao giờ mà không trả nợ đâu cho nên nếu các bạn chỉ lấy tiền đi đầu tư công trái phiếu thì trên căn bản đó đây chúng ta nói chung chung mà thôi các bạn chỉ cần lưu trữ 4% tiền khách hàng nếu các bạn dùng tiền khách hàng để mà cho vay để người ta mua xe hay là các bạn cho vay để họ mua nhà đó thì thường các bạn phải lưu trữ khoảng chừng là 10% có nghĩa là mỗi 1.000 đô chúng ta cần phải thấy ngân hàng đã phải giữ lại cái khoản tiền là 100 đô còn chín đô còn lại đó thì họ có thể làm chuyện khác và khi mà chúng ta nói tới in tiền nó sẽ không đi vào chi tiết ở đây một phần đó là được in ra thông qua hoạt động của fed các bạn chúng ta có nói biết là fed có thể dùng cái kế toán của họ để mà đưa tiền vào trong thị trường và họ sẽ lấy trái phiếu hay là công trái phiếu để vào ngân sách kế toán của họ để mà cân bằng họ coi đó như là tài sản nhưng mà một phần khác nữa tiền À, thật sự là được in ra thông qua hệ thống ngân hàng hiện tại chúng ta cứ nghĩ đi nếu như mà một người nào đó đó gửi 1.000 đô vào cho ngân hàng ngân hàng đó à, có thể là dùng 900 đô để mà cho vay giữ là 100 đô dựa theo 10% căn bản mà họ cần phải lưu trữ rồi 900 đô đó họ cho cái người thứ nhì vay người thứ nhì đó, đó lại lấy 900 đô đó gửi vào trong ngân hàng của họ ngân hàng của họ lại giữ lại 10% có nghĩa là giữ lại 90 đô 810 đô đó lại được cho cái người kế tiếp vay người kế tiếp đó lại có lấy tiền đó để mà gửi vào ngân hàng của họ ngân hàng của họ đã lấy 10% của 810 rồi cứ tiếp tục như vậy cái bài được là một 000 đô có thể sinh ra nhiều tiền trong thị trường nhưng mà chúng ta sẽ không nói tới vấn đề này ngày hôm nay mà chúng ta nói tới cái vấn đề là tiền ngân hàng cần phải lưu trữ rồi, tại sao thường lại nói tới vấn đề này? Cái vấn đề ở đây đó là ngân hàng Silvergate vừa uh, cho vay, các bạn thì được là họ cho công ty MicroStrategy vay mà họ cũng vừa đầu tư vào công trái phiếu của Hoa Kỳ và họ đầu tư một cái số tiền rất là lớn các bạn, họ đầu tư vào công trái phiếu của Hoa Kỳ hay còn gọi là bonds. Và thật ra thị trường trái phiếu rất là phức tạp các bạn khi mà uh, thuận mới vô ngày năm 2008 trong, uh, thị trường tài chính á uh, thường có thể giúp đỡ uh, khách hàng có thể là trade stock tôi có thể giúp đỡ họ trade option, trade futures, limit market, cái gì cũng được nhưng mà mỗi lần mà khách hàng nào mà nói là muốn mua hay là bán công trái phiếu rồi thường lại chảy một hồi hộp các bạn nhưng mà chúng ta sẽ nói tới một phần của trái phiếu để các bạn hiểu rõ hơn khi mà một công ty đó họ đi mua một công trái phiếu đi thường lấy một cái con số lớn để các bạn dễ hiểu là giả sử công trái phiếu đó là một ngàn đô đi 1.000 đô và thùng lấy cái con số chặn đây các bạn có thể hiểu được là công trái phiếu đó giả sử như thôi là có thể cho các bạn có cái phần lời là 10% thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau một năm đó các bạn sẽ có cái phần lời là 100 đô thì công trái phiếu của các bạn nếu như mà công trái phiếu này đó là một năm kỳ hạn thì các bạn một năm sau sẽ lấy lại được là tiền vốn là 1.000 đô cộng với 100 đô là 1.100 đô. Cái này các bạn đã dễ hiểu rồi Cho nên trên căn bản là một công ty họ lưu trữ công trái phiếu Họ chỉ cần đợi tới hạn mà thôi hạn có thể là 2 năm, 4 năm, 8 năm, 10 năm, thậm chí là 30 năm tùy theo hạn bao nhiêu Thường thì hạn càng nhiều thì cái phần trăm sẽ càng tăng lên Nhưng mà có những lúc là không phải đó là những cái lúc mà chúng ta cần phải lo lắng Đã gọi là đường công lợi tức đảo ngược nhưng mà bình thường nó là như vậy, càng mua công trái phiếu càng dài hạn thì phần trăm càng cao hơn Cho nên trong cái văn bản kế toán một trái phiếu 1.000 đô thì ở trong văn bản kế toán vẫn là 1.000 đô tại vì tới cái lúc mà đến hạn rồi các bạn sẽ nhận được tiền gốc cộng với lãi cái phần này thì nghĩ là nhiều bạn cũng đã hiểu rồi cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta thấy phần trăm lãi suất dao động và khi mà chúng ta nói tới cái mối quan hệ giữa lãi suất với lại cái giá của con trái phiếu đó đó là cái mối quan hệ âm các bạn phần trăm lãi suất càng tăng thì công trái phiếu càng giảm giá và ngược lại thì có thể nhiều bạn cảm thấy được là cái này khó hiểu để thân cho các bạn một ví dụ rất dễ hiểu luôn bây giờ trong trái phiếu này là cho các bạn lợi nhuận là 100 đô các bạn bỏ 1.000 đô các bạn lợi 100 đô thì uh, phần trăm là 10 phần trăm câu hỏi là thuận muốn lời 100 đô nhưng mà Thuần chỉ muốn bỏ ra 900 đô mà thôi thì nếu như mà thuận mua công trái phiếu 900 đô mà thuận muốn có lợi nhuận là 100 đô thì phần trăm phải là bao nhiêu thì các bạn có thể là dễ dàng tính ra được các bạn lấy 100 đô các bạn chia cho 900 đô thì phần trăm đó chính là 11.11 phần .11%. trăm thì các bạn thấy được một ví dụ đơn giản này cho chúng ta thấy cái mối tương quan âm giữa giá và phần trăm của công trái phiếu như thế nào khi mà phần trăm tăng lên thì giá của công trái phiếu sẽ giảm xuống đó là cái mối quan hệ Hiểu một cách đơn giản hơn nữa là nếu như mà lãi suất đang tăng đó thì không có lý do gì người ta bỏ 1.000 đô để mà mua công trái phiếu của các bạn khi mà chỉ lời có 100 đô trong khi mà những công trái phiếu mới họ sẽ lời nhiều hơn cho nên vì lý do đó các bạn muốn bán công trái phiếu mà trước kỳ hạn thì các bạn cần phải bán với cái giá rẻ hơn chứ nếu không là không ai mua hết hiểu đơn giản là như vậy nhưng mà những vấn đề này đó thật ra cũng không có liên quan gì nếu như mà công trái phiếu giữ đến ngày hết hạn đến giờ hết hạn rồi các bạn lấy tiền vốn và phân lãi về thì uh, không có vấn đề gì thì tại sao mà ngân hàng CBG lại gặp vấn đề tại vì các bạn đã nhớ là những cái công ty mà họ làm ăn chung đó những công ty này đã gặp khó khăn Thứ nhất là thị trường của crypto đã giảm trong vòng hơn một năm qua. Chúng ta cũng có những công ty mà họ làm ăn chung uh, như là FTX đó, thì coi như cũng đã phá sản rồi dẫn đến là họ mất đi một cái số lượng tiền gửi nhất là sau khi mà FTX Cabo bị phá sản đó, lúc đó các bạn thấy được rất nhiều người mất lòng tin không phải là người ta mất lòng tin với lại ngân hàng Silvergate thật ra nhiều bạn cũng không biết ngân hàng Silvergate là gì đâu nhưng mà người ta chỉ mất lòng tin với những sàn giao dịch mà thôi người ta mất lòng tin với sàn Coinbase với sàn Crypto.com với sàn Kraken vân vân và vì lý do họ mất lòng tin với những sàn giao dịch đó, là họ sẽ rút tiền ra khỏi những sàn giao dịch và khi mà điều đó xảy ra thì những sàn giao dịch này họ lại phải tới ngân hàng Silvergate để làm gì? Để họ có thể rút tiền ra dẫn đến là cái số lượng tiền dự trữ của Silvergate ngày lại càng ít hơn để các bạn có thể hình dung được. Tính tới cuối năm 2022, cái số lượng tiền mà gửi trong ngân hàng Silvergate chỉ còn có 6.3 tỷ đô la mà thôi. Trong khi mà 3 tháng trước đó, ngày 30 tháng 9 năm 2022, cái số lượng tiền gửi trong ngân hàng của họ tới 11.9 tỷ đô la lận và trong cái số đó đó 10% là đến từ sàn FTX. Các bạn thấy được là trong thời gian 3 tháng thôi họ đã mất đi 50% của cái số tiền gửi rồi. Người ta mất lòng tin với những sàn giao dịch người ta rút tiền từ những dịch, những dịch đó lại phải đến ngân hàng của họ, là ngân hàng SVJ để rút tiền, dẫn đến là tiền càng ngày càng hụt xuống và bây giờ đã số tiền đó đã dưới 6,3 tỷ rất là nhiều rồi. Nhất là bây giờ các bạn được là ngân hàng SVJ đã mất đi hầu như tất cả những đối tác này: Coinbase, Bitstamp, uh, Gemini, Paxo, Crypto.com, Circle đều nói là họ sẽ không tiếp tục làm việc chung với SVJ nữa, nghĩa là họ sẽ không có thêm tiền gửi vào. Uh, và khi mà nhiều người tới rút như vậy đó, thì cái vấn đề của họ là họ một phần tiền à, là họ dùng để mà cho vay một phần tiền khác nữa họ đi mua công trái phiếu mà bây giờ người ta thấy rút như vậy đột ngột quá họ cần phải xây sở và để có thể có tiền để mà trả cho những cái công ty này thì họ cần phải bán công trái phiếu à, và bán những cái nợ mà họ mua tại vì à, họ nghĩ là đầu tư chỉ cần là chờ đến cái ngày mà À, hết hạn thì họ có thể là lấy tiền gốc về và tiền lãi đâu có vấn đề gì đâu nhưng mà cái vấn đề ở đây đó chính là bây giờ họ không chờ đến cái thời điểm đó được có thể là những cái công trái phiếu này họ mua là 2 năm 4 năm hay là thậm chí là 6 năm các bạn họ đâu thể chờ lâu gì được trong khi mà người ta đã gõ cửa để người ta rút tiền rồi cái mà họ phải làm là gì đó chính là họ phải bán những cái công trái phiếu này với cái mức giá lỗ các bạn tại vì sao vậy tại vì Chúng ta đã biết là Fed đã làm gì với lại lãi suất từ năm ngoái tới năm nay rồi. Fed làm lãi suất tăng và tăng và tăng Công trái phiếu 2 năm lãi suất đã tăng liên tục một năm qua rồi Bắt đầu là từ ngày 25 tháng 1 của năm ngoái đó Chúng ta có thể thấy được là cái à, phần trăm lãi suất đó là 0% Cho đến ngày hôm nay chúng ta được là phần trăm lãi suất là 4.88 rồi Và đã có thời điểm nó còn qua luôn tới à, 5% rồi các bạn Con số cực kỳ kinh khủng luôn Điều này dẫn đến là cái phần công trái phiếu của Silvergate phải bán với cái giá rất là lỗ luôn Đó là lý do tại sao mà họ phải trì hoãn để mà khai cái tờ 10K cho SEC Tại vì họ nói là họ cần thêm thời gian để mà tính toán phần lỗ Tại vì họ thực sự không biết được là họ sẽ lỗ bao nhiêu tiền Và kết quả cuối cùng các bạn đã biết là họ đã quyết định là sẽ ngưng không tiếp tục hoạt động nữa tại vì họ đã lộ quá nhiều nhưng mà trong trường hợp của Silvergate thì cái chuyện mà xảy ra đó chính là công ty này đã lỗ tiền của những nhà đầu tư chứ không có phải là tiền của những khách hàng những khách hàng đó, theo thuận hiểu là công ty này là họ tự ra quyết định là họ sẽ đóng công ty này lại và tiền thì họ sẽ trả lại cho những người mà gửi không mất phần nào đó là điều mà thuận hiểu đây nhưng mà những nhà đầu tư đó thì coi như là phải gánh chịu các bạn Các bạn đã thấy được là cổ phiếu đạt cái mức đỉnh cao là tháng 11 của năm 2021 219 đô một cổ phần Bây giờ các bạn thấy được là chỉ còn có 2 đồng 40 cent mà thôi Trong vòng thời gian là một năm qua đó cổ phiếu này đã giảm tổng cộng là 98.08% rồi Bây giờ các bạn cũng đã có một cái sự hiểu biết sơ sơ về cái sự ảnh hưởng đến từ lãi suất của Fed, ảnh hưởng à, gián tiếp đến cái à, phần trăm công trái phiếu của Hoa Kỳ, lãi suất như thế nào và ảnh hưởng đến những công ty như Silvergate ra sao. Thì bây giờ các bạn cũng sẽ hiểu thêm về những gì xảy ra với lại ngân hàng Silicon Valley Bank. Các bạn, ngân hàng này đó, lớn hơn ngân hàng Silvergate rất là nhiều. Các bạn đã thấy được là lúc mà có nhiều tiền đang được lưu trữ với Silvergate là khoảng chừng 11-12 tỷ. Ngân hàng này chúng ta chỉ tính tới cái thời điểm là cuối năm 2022 thôi. Ngân hàng Silicon Valley Bank này đó đã có tổng cộng là 100 75 tỷ đô la đang được gửi trong ngân hàng của họ và trước đó nữa đó con số có thể lên tới là hơn 300 tỷ các bạn tại vì sau khi mà chúng ta có cái sự xuống giá của nhiều cổ phiếu trong công ty công nghệ đó tại vì năm ngoái đầu năm ngoái rất là xấu dần đến nhiều công ty công nghệ cũng đã rút tiền ra để mà họ sử dụng chứ còn trước đó nữa ngân hàng này rất là lớn nhưng mà con số 175 tỷ này cũng cho các bạn thấy được là lớn hơn 10 lần và ngân hàng này sụp đổ chỉ trong vòng có 48 giờ mà thôi tuy đây là ngân hàng không có phải là lớn đâu các bạn ngân hàng này đó, đối với cái số tiền họ quản lý coi như cũng là nhỏ nhưng mà sẽ ảnh hưởng lại lớn và ngân hàng này khi mà sụp đổ đó là ngân hàng lớn thứ nhì trong lịch sử của Hoa Kỳ sụp đổ đó là điều các bạn nên hiểu đây và các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó chúng ta cũng đã nói tới cổ phiếu SVB đã giảm 60% trong một ngày ngày hôm nay mở cửa lại giảm thêm 62% nữa chuyện gì xảy ra vậy các bạn thì câu chuyện nó cũng có phần tương tự giống như là CVG Cho nên thông minh dành thời gian để mà chia sẻ CVG phần đầu Cái câu chuyện là như thế này à, Ngân hàng này đó tuy là tới cuối năm ngoái họ có khoảng chừng 174 tỷ đô la cái tiền gửi vào nhưng mà trong số đó đó họ đã dùng một số lượng cũng rất là lớn luôn 91.3 tỷ đô la và họ đầu tư vào những cái công trái phiếu của Hoa Kỳ và cái vấn đề của họ cũng tương tự như là Silvergate Trong Silvergate là liên quan trực tiếp tới thị trường crypto nhưng mà đối với lại ngân hàng SVB này đó thì ngân hàng này nó khác một chút. Tuy chúng ta gọi đây là ngân hàng nhưng mà họ thật sự là có hai cái mảng kinh doanh khác nhau. Thứ nhất là họ à, kinh doanh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những công ty liên quan đến công nghệ, tại vì ngân hàng này ra chủ yếu là họ chú tâm vào ngành công nghệ mà thôi không những là họ cung cấp cái dịch vụ ngân hàng cho nhiều công ty công nghệ mà họ cũng là một cái vc luôn các bạn nghĩa là một cái công ty à, gọi là cung cấp tiền để mà những công ty công nghệ phát triển những công nghệ đó có thể là họ đến ngân hàng chase sang ngân hàng bank of America họ sẽ khó vay mượn được nhưng mà ở ngân hàng svb này silicon valley bank thì có thể là vay mượn được một cách dễ dàng hơn và cái vấn đề đó có thể các bạn cũng đã nghĩ ra rồi năm ngoái là một năm cực kỳ tệ cho thị trường công nghệ luôn rất nhiều công ty họ phải sa thải nhân viên các bạn được là khi mà lãi suất tăng đã dẫn đến nhiều công ty họ không có chi tiêu đi mua quảng cáo nữa tóm lại đó là những công ty công nghệ năm ngoái đó thu nhập không được tốt và dẫn đến là họ có thể là rút tiền từ ngân hàng svb này không có nhiều tiền nạp vào nữa không giống như những năm trước đó nhiều công ty họ phải sa thải nhân viên À, thì họ sẽ không có tiền để mà gửi vào cho ngân hàng SVB này đâu và thậm chí họ lại rút tiền nữa thì những công ty công nghệ này đến ngân hàng SVB để rút tiền thì cái vấn đề ở đây đó các bạn được là ngân hàng SVB này tuy là có một cái số tiền lớn dự trữ lúc đó là 174 tỷ đô la nhưng mà họ có tới khoảng chừng là 91.3 tỷ dựa theo tài liệu mà họ nạp cho SCC là nằm ở trong công trái phiếu và những công trái phiếu này đó lãi suất rất là thấp các bạn tại vì họ mua những công trái phiếu này một thời gian trước đó là lãi suất chỉ có là 1-2% gì thôi nhưng mà tới khoảng chừng là 3 hay là 6 năm sau những công tra phiếu này mới đến kỳ hạn lần có nghĩa là bình thường ở trong cái uh, tài liệu mà họ khai báo với SEC hay là tài liệu uh, của kế toán thì không có vấn đề gì tại vì như thường vừa chia sẻ với các bạn à, một 1.000 đô các bạn dùng để mà mua công trái phiếu thì ở trên kế toán vẫn là 1.000 đô nó không có gì thay đổi hết tại vì tới lúc mà đến hạn nơi các bạn lấy 1.000 đô ra về cộng với tiền lãi nhưng mà nếu các bạn muốn bán sớm hơn đó thì các bạn phải quy ra 1.000 đô đó đáng giá bao nhiêu trên thị trường tại vì lãi suất đã tăng rồi các bạn tại vì Fed tăng lãi suất hơn một năm qua và khi mà lãi suất tăng thì giá của trái phiếu giảm xuống như là thuận Dừa chia sẻ hồi nãy với các bạn có nghĩa là ngân hàng Silicon Valley Bank này đó họ không ngờ là Fed có thể tăng lãi suất nhanh như vậy mà tăng cao như vậy trong vòng một năm họ không ngờ được đó xảy ra cho nên họ mới nghĩ là lưu trữ những cái công giá phiếu này không vấn đề gì và họ cũng không có ngờ được chúng ta lại có một năm tệ như vậy cho uh, thị trường công nghệ cho nên đây là điều mà họ hoàn toàn không có chờ tay kịp Dẫn đến là họ phải bán một số lượng trái phiếu và họ bị lỗ các bạn Lỗ bao nhiêu? Cái con số mà họ bán đó là khoảng 21 tỷ Và họ phải chấp nhận lỗ là 1.8 tỷ đô la các bạn Con số lỗ rất là kinh khủng luôn Tại vì họ phải bán ở cái thời điểm như thế này mà họ không có chờ được nữa Tại vì thời điểm như thế này là những cái công trái phiếu họ lưu trữ đã không còn giá như trước đó nữa Tại vì một lần nữa là sự đã tăng lên cho nên công ty này đã bắt đầu gặp vấn đề rồi và thêm vào đó nữa đó chúng ta cũng thấy được là công ty này cũng đã đưa ra một cái lời cầu cứu ngày hôm qua là họ cần phải kiếm thêm tổng cộng là 2.25 tỷ đô la để có thể là tiếp tục hoạt động công ty. Nếu như không họ sẽ không tiếp tục hoạt động được và họ sẽ chấp nhận đánh đổi phần trăm của phần công ty để lấy 2.25 tỷ đô la này. Thêm vào đó nữa, các bạn thấy được là Peter Thiel à, cũng có à, một cái à, quỹ đầu tư rất là lớn và Peter Thiel à, là một trong à, những người mà ở trên Silicon Valley rất là có trọng lượng khi mà ông ta nói. Và Peter Thiel lại khuyên à, những công ty đó là nên rút tiền khỏi Silicon Valley Bank. Và đến sáng ngày hôm nay thì Silicon Valley Bank họ đã nói là họ đã không kiếm có bất cứ ai à, đưa cho họ con số lượng cần thiết để họ tiếp tục hoạt động nữa và quá nhiều người rút tiền có nghĩa là ngân hàng này coi như sụp đổ rồi các bạn và bây giờ đó ngân hàng này ra sao ngân hàng này bây giờ coi như là được quản lý trực tiếp bởi một cái bộ phận quản lý tài chính ở Cali gọi là California Department of Financial Protection and Innovation. Đây là một cái bộ phận hiểu đơn giản là quản lý à, bảo vệ tài chính cho người dân ở Cali thì à, bây giờ đó cái bộ phận này cùng với lại FDIC đây là cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ bảo hiểm ngân hàng à, coi như là đã quản lý trực tiếp ngân hàng này rồi và họ nói là họ sẽ tạo ra một cái à, công ty khác và tất cả tài sản ngân hàng này sẽ chuyển công ty khác có nghĩa là bây giờ đã cali sợ ngân hàng này nếu như mà tiếp tục mở cửa vận động nữa đó là chuyện sẽ càng lớn hơn thì mọi người có thể là thở phào nhẹ nhõm nói là ok bây giờ ít ra thì ngân hàng này được quản lý à, coi như là bởi đơn vị của chính phủ cali rồi và chúng ta cũng có FDIC có nghĩa là cái cơ quan cơ quan cung cấp dịch vụ bảo hiểm ngân hàng thì mọi người coi như sẽ không sao tại vì theo luật của hoa kỳ đó và ngân hàng này là theo luật của hoa kỳ thì mỗi người mà gửi nếu như mà ngân hàng gặp cái sự cố mà bị sụp đổ như là ngân hàng silicon valley bank thì mỗi một người gửi tiền họ sẽ nhận được con số tiền mà họ gửi lên tới 250.000 là được bảo hiểm Có nghĩa là nếu các bạn gửi 100.000 đô thì cho ngân hàng này bị phá sản thì các bạn vẫn sẽ nhận được 100.000 đô Và các bạn gửi 250.000 thì các bạn sẽ nhận được 250.000 đô Nếu như mà các bạn gửi 300.000 đô thì ra sao? Các bạn cũng sẽ chỉ nhận lại được 250.000 đô mà thôi Còn 50.000 đô còn lại đó thì phải chờ xem ngân hàng này còn tài sản gì nữa hay là không Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của cả sự kiện này gì các bạn có biết không? Các bạn có đã nhớ là Thuận uh, chia sẻ uh, là ngân hàng này một ngân hàng mà không phải là cung cái dịch vụ cho Thuận mà các bạn. Đây là một ngân hàng mà họ chuyên cung cấp dịch vụ cho những công ty công nghệ. Có nghĩa là khách hàng của họ là những công ty. Cũng giống như là cvG cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những công ty gì các bạn. Đây là một ngân hàng cung cấp dịch vụ cho những công ty liên quan đến công nghệ. Và vì lý do đó, đó dựa theo uh, tài liệu mà được thu thập, thì các bạn sẽ được là chỉ có 2.7% của tất cả khách hàng của họ là có tiền dưới 250.000 đô mà thôi Phần còn lại tiền họ lưu trữ trong ngân hàng này là hơn 250.000 đô Thì đương nhiên rồi các bạn là một công ty thì các bạn lưu trữ cả triệu, cả triệu đô trong đây Để các bạn có thể tiếp tục kinh doanh à, dùng cái ngân hàng này để mà trả tiền thuê người Tiền mướn mặt bằng vân vân thì, thì các bạn thấy được là cái số tiền mà họ lưu trữ trong đây cũng không hề nhỏ Và đây là vấn đề lớn nhất các bạn thấy được là bây giờ chỉ có 2.7% người là nhận được cái số tiền mà họ gửi mà thôi Còn lại là chỉ nhận được có 250.000 đô Mà các bạn có nghĩ đi họ làm việc với rất nhiều công ty lớn thì những công ty này đó họ sẽ ra sao bây giờ họ không thể rút được tiền từ ngân hàng SVB này à, để mà tiếp tục kinh doanh nữa thì những công ty này có đóng cửa hay không đó là cái vấn đề mà chưa có câu trả lời hiện bây giờ cho nên cái sự kiện này nó lớn hơn là nhiều người tưởng tượng nhưng người mới đầu nghe SVB ngân hàng này nghe lạ quá à, cái số lượng tiền lưu trữ cũng, như cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà thật ra sức hưởng rất là lớn các bạn rất nhiều những công ty công nghệ đang bị kẹt tiền ở đây thì họ sẽ hoạt động như thế nào cái số tiền mà họ lấy lại đó cũng không, không hẳn là mất hết tất cả nhưng mà cái vấn đề đây là họ chỉ lấy được 250 ngàn mà thôi còn phần còn lại là phải chờ ra tòa rồi sau đó là phải bán hết tài sản của ngân hàng SVB này rồi cái phần còn lại là sẽ bắt đầu phân rồi trả cho những cái nạn nhân còn lại họ nhận được bao nhiêu à, chúng ta cũng chưa biết và chuyện này sẽ kéo dài có thể là vài năm luôn và trong vài năm đó những công ty này sẽ ra sao các bạn đó là cái vấn đề lớn nhất hiện bây giờ mà khiến cho rất là nhiều người lo lắng và khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuỗi sự kiện nơi các bạn thấy được là Fed tăng lãi suất chúng ta nghĩ đến ảnh hưởng đến crypto, ảnh hưởng đến Alameda, ảnh hưởng đến FTX, Silvergate Nhưng mà thật ra các bạn thấy được là bây giờ ảnh hưởng lên tới ngân hàng Silicon Valley Bank luôn Và trong tất cả những vấn đề này đó thì các bạn thấy được là bây giờ quốc hội rất là quan tâm Và chúng ta đã được là uh, Bộ trưởng Tài chính Trên Giao Yellen hôm nay đó thì cũng đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi uh, Là bây giờ đó Bộ Tài chính biết vấn đề hiện bây giờ xảy ra với lại uh, Silvergate Bank với lại ngân hàng SVB thì uh, Bộ Tài chính có những cái quyết định gì Đây, chia sẻ cái phần này với các bạn. well I will just say you you mentioned Silicon Valley Bank I, there um are recent developments that concern a few banks that I'm monitoring very carefully and when banks experience financial losses it is and should be a matter of concern Để được là... Cái, cái câu nói mà khiến cho người lo lắng nhất đó chính là bộ trưởng tài chính như gia lần nói là vì lý do liên quan tới city valley bank đó, thì bộ tài chính uh, đang theo dõi sát một số ngân hàng các bạn không phải là một ngân hàng một số ngân hàng đang trong cái trường hợp này uh, và sẽ cực kỳ quan tâm đến cái sự kiện này và cái mà thuận nhận được ngày hôm nay đó là bộ trưởng tài chính gia lần của hoa kỳ uh, đã có một cuộc họp khẩn cấp với lại chủ tịch Fed John Powell để mà bàn về vấn đề này tại vì đây là một trong những sự kiện mà John Powell không nghĩ đến các bạn thật ra không ai nghĩ đến đâu cho nên Thuận mấy nói là đây là một cái sự kiện nó giống như là một thiên nga đen gì đó xảy ra quá đột ngột và quá nhanh luôn các bạn thấy được là John hầu chỉ nghĩ đến à, việc tăng lãi suất à, để có thể là cho người dân bớt chi tiêu lại à, cần phải có thêm người thất nghiệp những cái chúng ta đã nói tới trong dòng cả năm qua rồi các bạn nhưng mà cái mà John hầu không ngờ là tăng lãi suất có thể dẫn đến Silvergate có thể dẫn đến là Silicon Valley Bank sụp đổ như vậy và ảnh hưởng tới biết là bao nhiêu người và đây không phải là một cái vấn đề nhỏ nữa cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cái sự thay đổi đột ngột của cái hợp đồng tương lai của CME đó cũng dễ hiểu mà thôi và thật ra mới đây nữa lại đổi 180 độ các bạn được bây giờ lại có rất nhiều người nghĩ là Fed sẽ tăng 0.5% cái vấn đề đây là bây giờ mọi người đều không có biết là Fed có nương tay hay là không đây là một vấn đề không còn là vấn đề liên quan tới quản lý phần trăm lạm phát nữa mà là vấn đề liên quan đến là còn bao nhiêu hàng trong trường hợp này mà sẽ bị sụp đổ nữa và ảnh hưởng sẽ ra sao cho nên bây giờ các bạn thường là mọi người nó hầu như là không có rõ là Fed ngày 22 tây này sẽ như thế nào con số này lại di chuyển liên tục như các bạn vừa thấy cái mà thường muốn chia sẻ đây là tuần tới khi mà thị trường Hoa Kỳ mở cửa trở lại là một thị trường cực kỳ sôi động thường tới để các bạn những cái sự kiện này đó nó quá đột ngột và quá lớn và nó có cái sự ảnh hưởng đương nhiên liên quan đến crypto rồi tại vì chúng ta cũng đã biết là fed à, lãi suất à, ảnh hưởng đến tất cả các mã đầu tư và đương nhiên trong đó có crypto vì lý do đó thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ video này với các bạn thùng mới đầu định là chia sẻ video ngắn hơn nhưng mà tôi nghĩ là tôi cần phải chia sẻ chi tiết để các bạn có thể nắm bắt được tại vì tôi cảm thấy được là những cái thông tin chi tiết này cũng không được nói đến bởi nhiều trang web của các bạn thậm chí là những trang web liên quan tới tài chính họ chỉ nói tới những cái tin giật gân mà thôi và họ nói sơ sơ chuyện gì xảy ra mà họ không có nói rõ là tại sao lại có chuyện này xảy ra và liên quan như thế nào đến Fed và tại sao bây giờ đó Bộ trưởng Tài chính cho Giao đình lại phải có cuộc họp thần cấp với Fed và các bạn nghĩ là sẽ nói gì trong cuộc họp đó? Tôi nghĩ là trên này Giao Linh sẽ nói là ông có chắc chắn là muốn tiếp tục tăng nữa hay là không Tại vì tiếp tục tăng nữa thì chúng tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, okx Bybit hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng bên nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn